Thưa quý vị, vừa qua tại Nghệ An, trong lúc đào móng làm nhà, một người dân đã phát hiện tảng đá có hình giống con rùa, sau đó bán với giá 100 triệu đồng, đến nay có người trả 1 tỷ đồng. Mà xã hội Facebook xuất hiện thông tin, người đàn ông ở xóm Đồng Hoành xã Đồng Văn huyện Tân Kỳ Nghệ An, trong lúc múc đất làm móng nhà thì phát hiện tảng đá có hình thù lạ giống con rùa. Sau khi được đăng tải, hình ảnh này khiến dư luận xôn xao, tảng đá này sau đó được một người dân địa phương mua lại. Giá mua ban đầu không được tiết lộ, sau đó tảng đá tiếp tục được anh LH sinh năm 1976, chú huyện Tân Kỳ cùng nhóm bạn mua lại với giá 100 triệu đồng. Anh Hát chia sẻ, "Chúng tôi đã mua lại tảng đá hình con rùa ở xã Đồng Văn với giá 100 triệu đồng. Cũng có người ở ngoài Bắc điện thoại hỏi mua lại với giá khoảng 1 tỷ đồng, nhưng mọi người nhất quyết không bán." Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Văn Nguyễn Văn Thắng cho biết, chính quyền địa phương chưa nắm được cụ thể về việc người dân đào được tảng đá hình con rùa hiện đang cho lực lượng chức năng xác minh thông tin